thường thường được đặt ở đằng sau nhất. Sau khi chúng ta hoàn chỉnh những cái chuyện khác rồi á, thì chúng ta biết cái tên đề tài thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Tên đề tài thì người ta kêu không nên quá dài, những cái từ nào mà bỏ đi, chúng ta không cần làm sao càng gọn càng tốt. Bởi vì sau này cái tên đề tài á, mình phải nếu mình có làm cái nghiên cứu á, thì cái nghiên cứu đó mình sẽ được đăng đăng trên báo hoặc tạp chí. Thì trong mỗi tờ báo hoặc mỗi tạp chí nó dành rất ít cái khoản mình, rồi thì mình cái tên mình mà dài quá người ta cũng không 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 thích, người ta không ưng ha. Còn như mà nếu đăng ngắn quá thì cũng được, thì cái tên đề tài thì cũng vừa phải thôi ha. Nhưng mà chúng ta sẽ nói sau. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần mục tiêu ha, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và tên đề tài. Việc đầu tiên là mục tiêu, cái mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu thì chúng ta cứ mường tượng ra, ví dụ chúng ta muốn bước ra ngoài đường ha, chúng ta chuẩn bị đi đâu đó, thì rõ ràng chúng ta cần có phải có một ý niệm gì đó, chúng ta đi đến đâu đúng không, giống như cái đích mà chúng ta đến đó, thì đó chính là cái mục tiêu. Mục tiêu hoặc là đích cũng được. Thì mục tiêu á, thì được hiểu như là cái đích nhắm vào của một cái hành động. Chúng ta hành động ở đây chính là các cái nghiên cứu khoa học ha, các cái hoạt động, các cái thu thập số liệu ha, và phân tích lý giải để trả lời cho cái giải quyết cái vấn đề của chúng ta. Thì cái đích nhắm vào cái hành động đó chính là mục tiêu. Nó cũng là cái kết quả mà người nghiên cứu mong đạt được. Chúng ta mong đạt được cái gì ha, cuối cùng đó. Đó cũng là cái mục tiêu phải không, cái đích cuối cùng mà đúng không. Rồi hoặc là có thể hiểu cách khác, nó chính là cái lời giải của vấn đề nghiên cứu. Chúng ta đặt cái vấn đề ra, chúng ta có cái câu hỏi và chúng ta phải tìm cách chúng ta trả lời cho nó, là lời giải của vấn đề nghiên cứu gì. Đó chính là đạt được cái mục tiêu. Như vậy mục tiêu thì định ra những điều mong đợi của nghiên cứu, ta mong đợi cái gì, cái kết quả sau cùng của ta là cái gì. Đó là cái mục tiêu, nó định ra những cái chuyện đó. Mục tiêu nó có quan trọng không, có tầm quan trọng không? Mục tiêu có không, có, rất là quan trọng đúng không. Thứ nhất là dùng để xác định các cái biến số của nghiên cứu. Trong các mục tiêu thì thông thường ta có xuất hiện các cái biến số này á, thường thì các cái biến số rất là chính, chủ yếu ở trong 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 các cái mục tiêu đó phải xuất hiện nè, thì giúp chúng ta xác định các cái biến số, giúp chúng ta chọn lựa cái thiết kế hay là cái mô hình nghiên cứu. Cái mục tiêu nó cũng giúp chúng ta lựa chọn cái thiết kế hay cái mô hình nghiên cứu. Ngoài cái chuyện cái câu hỏi nghiên cứu thì cái mục tiêu nó cũng giúp chúng ta chọn cái này ha, chọn cái nghiên cứu. Mục tiêu cũng giúp chúng ta chọn được cái phương pháp thu thập số liệu ha, thu thập số liệu và lập cái kế hoạch phân tích số liệu. Vậy là mục tiêu cũng định hướng cho chúng ta cái nghiên cứu. Chúng ta đã có cái đích đến rồi, nhưng mà định hướng cái hướng đi, chúng ta đi kiểu gì ha, đi bằng cách nào, nhưng mà định hướng chúng ta, thì đó là cái cũng là cái tầm quan trọng của mục tiêu. Rồi phân loại mục tiêu. Ở mục tiêu thì người ta có phân loại theo cái mức độ bao phủ á, thì người ta chia ra là mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu tổng quát là cái điều mong đợi chung nhất mà chúng ta mong muốn. Cái mong muốn chung nhất của chúng ta là của cái nghiên cứu này là gì? Đó là mục tiêu tổng quát. Thường thì cái mục tiêu tổng quát này nó xuất phát từ cái câu hỏi nghiên cứu hoặc là cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu. Xuất phát từ câu hỏi hoặc là cái vấn đề của chúng ta nghiên cứu. Tuy nhiên để mà trả lời cái câu hỏi hay trả lời cái vấn đề nghiên cứu này nè, đôi khi nó rất là lớn ha, thì người ta chia nhỏ ra các cái vấn đề này thành những cái vấn đề nhỏ hơn, vấn đề 1, vấn đề 2, vấn đề 3, tức là những cái vấn đề nhỏ nhỏ nhỏ, thì chúng ta dễ đạt được cái mục tiêu nhỏ nhỏ này hơn. Những cái mục tiêu nhỏ đó chính là mục tiêu cụ thể. Vậy là mục tiêu cụ thể là những cái phần nhỏ hơn và có liên hệ một cách hợp lý, giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu tổng quát. Mục tiêu tổng quát nó lớn thì chúng ta chia nhỏ nó ra, có những cái vấn đề nhỏ 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 thì chúng ta đạt được những cái tiêu và mục tiêu nhỏ nhỏ đó thì chúng ta đạt được cái mục tiêu tổng quát là được.
Ví dụ về một mục tiêu tổng quát ha, và cụ thể của một cái nghiên cứu. Đây là một cái nghiên cứu, đây là mục tiêu tổng quát ha, mục tiêu cụ thể ha. Thì đây là một cái nghiên cứu về cái uống cái viên thuốc là misoprostol. Misoprostol này là bằng đường uống ha, để phòng ngừa gì? Phòng ngừa băng huyết sau sinh ở phụ nữ sinh con theo đường âm đạo. Thì đây là một cái nghiên cứu làm ở Ấn Độ ha, đây là một cái nghiên cứu đã được đăng báo mà họ tiến hành tại Ấn Độ. Thì chúng ta biết rằng là phụ nữ mà sau khi mà sinh con, sinh thường đó, sinh bình thường đó, không phải mổ đẻ gì đó, sinh thường, thì sau khi mà con ra thì bắt đầu cái nhau thai, sau khi mà nó cũng ra theo ha, và sau khi nhau thai nó ra hết trong cái lòng tử cung rồi á, thì tử cung chúng ta sẽ gì, sẽ co bóp lại, bóp chặt lại để mà cầm máu, đúng không? Để cầm máu. Bởi vì nếu mà không có bóp chặt lại á, thì cái chỗ mà cái nhau bám vào cái tử cung á, mạch máu rất là nhiều, và cái sản phụ, cái thai phụ đó đó sẽ bị xuất huyết, bị băng huyết, mình gọi là băng huyết đó, băng huyết đó. Băng huyết tức là xuất huyết sau khi mà sanh đó, và càng ngày càng nhiều và có thể là tử vong. Thì thông thường vật sinh lý thì sau khi mà nhau thai đi ra xong thì cái tử cung của chúng, cái bà của bà mẹ đó phải phải bóp lại, có chặt lại để mà cầm máu. Tuy nhiên trong một số rất là tình huống thì cái sự co bóp này nó không có đầy đủ, không có đủ mạnh, thành thử là cái sự xuất huyết của cái bà mẹ nó vẫn cứ tiếp tục, vẫn tiếp tục. Thì trong tình huống đó thì sao? Thì trong tình huống đó thì nếu mà ở các cái cơ sở mà có cái điều kiện ha, có điều kiện chăm sóc á, ví dụ các cái bệnh viện tỉnh hoặc là các cái trung tâm y tế lớn á, thì người ta truyền cho các cái phụ nữ này cái thuốc là oxytocin, đúng không? Oxytocin nó làm co các cái cơ trơn, trong đó có cơ tử cung, tức là nó bóp chặt lại. Người ta truyền oxytocin là bằng vậy, phải truyền truyền dịch hết thì để mà cầm máu. Tuy nhiên ở Ấn Độ á, thì dân rất đông ha, thì cái tức là có những cái vùng họ rất là nghèo. Tức là ở ở Ấn Độ thì có những vùng rất giàu, nhưng có nhiều vùng ở nông thôn thì rất là nghèo, và cái mạng lưới chăm sóc y tế của họ họ không có đảm bảo được. Thành thử phụ nữ ở nông thôn thì nếu mà trong những cái tình huống này mà sau khi sanh mà cứ băng huyết như vậy á, thì rõ ràng mà đi chở đi đến những cái trung tâm y tế lớn để có oxytocin để mà truyền gì, để truyền để mà co bóp á, để mà cầm, để mà co cái tử cung lại để mà chống cái băng huyết sau sinh này nè, thì rõ ràng là không kịp, đi rất xa hoặc là không có chỗ, không có phương tiện, người ta và phụ nữ là tử vong rất là cao bởi một cái nguy cơ của sinh đẻ, cái biến chứng của sinh đẻ là băng huyết. Thì người ta thấy có một cái loại thuốc đó là cái misoprostol, cái viên này bằng đường uống, và nó cũng có tác dụng, nó co lại các cái cơ tử cung. Thì tương tự như vậy, thì người ta muốn xem thử, người ta muốn đánh giá xem thử là liệu ở cái vùng nông thôn ở Ấn Độ á, thì người ta dùng cái viên thuốc này liệu nó có hiệu quả trong việc phòng ngừa băng huyết sau sinh hay không. Thì đó là cái bối cảnh mà người ta làm cái đề tài này, bởi vì nó rất là có ích cho, nếu nó an toàn, nó có ích lợi, nó có hiệu quả, thì rõ ràng là nó sẽ rất là có lợi ích cho cái người phụ nữ ở Ấn Độ, bởi vì hầu hết họ là ở nông thôn và họ không có điều kiện để mà đưa đến bệnh viện hoặc là những cái cơ sở lớn để mà có kịp thời mà xử trí cho họ. Thì cái ảnh hưởng, cái lợi ích của nó rất là lớn ha. Thì người ta trong bối cảnh đó người ta làm nghiên cứu này, thì cái mục tiêu tổng quát người ta đưa ra là gì? Thứ nhất là mục tiêu tổng quát thì thông thường là một cái mục tiêu thôi, ta đánh giá cái mức độ an toàn và hiệu quả ha, của misoprostol trong phòng ngừa băng huyết sau sinh ở phụ nữ sinh con theo đường âm đạo, tức là sinh bình thường đó. Thì để đạt được cái mục tiêu tổng quát này thì người ta chia ra một vài các cái, những cái nhóm nhỏ hơn, để có thể đạt được cái nhóm này á, thì các cái mục tiêu nhỏ nhỏ này nè thì nó dễ đạt hơn, dễ 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 thu thập hơn.
đúng không? Tiêu dùng người ta đã đánh giá độ an toàn như sao là an toàn đúng không? Thì người ta chia ra các cái mức nhỏ 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 hơn, cái đó gọi là mục tiêu cụ thể. Thì mục tiêu cụ thể thứ nhất người ta nói là, thứ nhất là xác định cái hiệu quả phòng ngừa băng huyết sau sinh cấp, phòng ngừa băng huyết sau sinh cấp ha. Thì người ta định nghĩa luôn cái chữ sau sinh cấp này đây luôn, sau cái băng huyết mà sau sinh cấp là cái gì, có nghĩa là nếu mà mất trên 500 ml máu trong vòng 2 giờ sau khi sinh thì được định nghĩa hay được xem đó là băng huyết sau sau sinh cấp. Vậy là cái mục tiêu số 1, mục tiêu cụ thể số 1 của họ, họ muốn đánh giá xem là cái misoprostol này nè nó có hiệu quả phòng ngừa băng huyết sau sinh cấp hay không. Đó không? Rồi. Thứ hai là mục tiêu cụ thể số 2. Họ xác định hiệu quả phòng ngừa băng huyết sau sau sinh mà cấp tính mà nặng. À, ngoài cái cấp trên là trên 500 ml thì bây giờ cấp nhưng mà nặng nữa. Tức là họ định nghĩa luôn. Tức là nếu mà mất trên 1.000 ml máu trong vòng 2 giờ sau khi sinh, tức là vừa mất, nó đảm bảo cái cấp ha, giống như cái trên nhưng mà nặng, có nghĩa là mất trên 1.000 ml chứ không phải 500 nữa. Đó là mục tiêu số 2. À, và mục tiêu số 3 thì họ xác định hiệu quả giảm lượng máu mất sau sinh. À, ngoài cái chuyện mất máu cấp nặng như vậy thì phụ nữ sau sinh bao giờ họ cũng mất máu hết đó. À, bởi vì cái co bóp của cái tử cung rõ ràng nó vẫn còn 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 chưa chưa đủ đủ chặt á, giai đoạn đầu tiên nó vẫn bị xuất huyết, thì người ta xem thử là cái misoprostol này nè nó có hiệu quả làm giảm cái lượng máu mất sau sinh hay không, là giảm lượng máu mất sau sinh, rồi có ngừa được, có hiệu quả phòng ngừa được băng huyết sau sinh cấp, rồi có phòng ngừa được băng huyết sau sinh cấp mà nặng ha. Và cái mục tiêu thứ tư là cuối cùng là nó xác định các biến cố bất lợi của misoprostol ở phụ nữ sinh con theo đường âm đạo. Tức là bất kỳ dùng một cái loại, một cái phác đồ, một thuốc nào đó ha, thì thường thì nó có cái tác dụng chính này thì bao giờ nó cũng có một số các cái tác dụng phụ hoặc là những cái biến cố bất lợi, thì người ta muốn xác định những biến cố bất lợi đó. Những biến cố bất lợi này chính là trả lời cho cái chuyện mà đánh giá mức độ an toàn này đúng không? Bởi vì mục tiêu tổng quát họ có cái mức độ an toàn và hiệu quả. Thì ba cái mục tiêu trên 1, 2, 3 của cụ thể chính là cái đánh giá về cái hiệu quả. Và cái mục tiêu số 4 là đánh giá cái mức độ an toàn, nó có an toàn cho phụ nữ không khi dùng thuốc này. Thì đó là cái ví dụ về cái mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. À. Như vậy là nó xuất phát từ cái đề tài của cái chủ đề của chúng ta đưa ra một mục tiêu tổng quát ha, và sau đó chúng ta là cái mục tiêu là cái mà chung nhất, à, cái mà chúng ta muốn đạt nhất, đó chính là mục tiêu tổng quát. Và để đạt được cái mục tiêu tổng quát này, nếu chúng ta làm một cái hành động, chúng ta tiến hành làm để giải quyết cái vấn đề cái tổng mục tiêu tổng quát này đó, thì nó rất lớn, thì người ta chia nhỏ 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 ra một cách hợp lý những cái bước nhỏ hơn, thì đạt được những cái mục tiêu nhỏ nhỏ này nè thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu tổng quát. Những cái nhóm nhỏ 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 đó chính là mục tiêu cụ thể. Và thường thì khi chúng ta nói là một cái mục tiêu thì nó phải đảm bảo cái gì, thì người ta hay dùng cái chữ smart, là chữ thông minh nữa ha, là để đảm bảo cái chuyện là biết cái mục tiêu. Như vậy là mục tiêu phải cụ thể, mục tiêu phải đo lường được, mục tiêu phải đạt được ha, mục tiêu phải thực tế, rồi mục tiêu phải có thời hạn. Thì thông thường là các cái khi mà chúng ta học về xây dựng mục tiêu, người ta hay đưa chữ này, cái chữ smart này để chúng ta so sánh thử là các cái mục tiêu của chúng ta nó có đạt được yêu cầu hay không. À, tuy nhiên là trong cái phần nghiên cứu học của chúng ta thì rõ ràng là cái thời hạn này ấy, thì thông thường cũng không 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 không, không, không có đặt nặng lắm. Thường cái thời hạn là nó nằm trong mục tiêu. Thường thời hạn của chúng ta là nằm trong cái đối tượng và cái thời gian ấy. Ví dụ ta làm nghiên cứu trong năm là từ tháng 1 đến tháng 12 trong một năm nào đó, thì đó là thời hạn luôn. Thường trong mục tiêu chúng ta không có. À, còn nếu ta làm dài hơn, ta đâu có cho cấp phép cho mình đúng không? Còn nếu mà thường trong cái mục tiêu đó, nó có cái thời hạn này nè, là thường trong các cái dự án lớn đó,
những cái dự án người ta chạy từ năm này qua năm nọ thì người ta cần có cái mục tiêu này về mặt thời gian. Ví dụ hết năm thứ nhất, ví dụ cái dự án chạy 5 năm thì họ nói là hết năm thứ nhất là người ta phải có được đến phải đảm bảo đến 80% cái người dân được giáo dục sức khỏe ha, về một cái vấn đề ABCDD gì đó. Tức là hết năm thứ nhất phải được cái đó. Rồi hết năm thứ hai thì phải đảm bảo 100%. Ví dụ vậy thì đó chính là cái mục tiêu mà nó liên quan đến thời gian. Nhưng mà cái này thường thì cho trong cái dự án thì nó làm dùng cái mục tiêu này. Trong cái phần của chúng ta, phần nghiên cứu khoa học ha, khoa học cứu thì chúng ta cần nhớ những cái chuyện này thôi. Tức là một những cái tiêu chí cho một cái mục tiêu cụ thể là gì? Thì nó có bốn cái mục tiêu, xin lỗi, có bốn cái tiêu chí mà chúng ta cần cần quan tâm. Thứ nhất là phải đủ. Đủ là sao? Mục tiêu cụ thể có nghĩa là mình có bốn cái mục tiêu cụ thể đúng không? Chúng ta thấy nhớ lại nào, có bốn mục tiêu cụ thể thì mình làm hết bốn cái mục tiêu đó thì nó sẽ đủ. Nó không thừa, nó cũng thiếu, nó đủ để mà trả lời cho mục tiêu tổng quát. Đó chính là đủ. Là cái số mục những cái mục tiêu cụ thể chúng ta là vừa đủ ha, cũng phải thừa, cũng phải là thiếu để mà trả lời được. Nếu mà chúng ta đạt được những cái mục tiêu này thì chúng ta đạt được mục tiêu tổng quát. Cái tiêu chí thứ hai là mục tiêu của chúng ta là nó phải cụ thể. Chữ cụ thể ở đây là trong mục tiêu của mình phải xuất hiện cái biến số nghiên cứu. Những cái biến số chính nó phải nằm trong cái mục tiêu này. Thứ hai là nó phải xuất hiện cái chỉ tố hoặc là chỉ số cũng được ha. Đó là cái mà để cho chỉ cho chúng ta biết là chúng ta muốn đo lường cái gì, muốn tính toán cái gì ở đây. Đó chính là chỉ tố. Như vậy làm trong mục tiêu phải cụ thể, tức là phải có cái chỉ tố và phải có cái biến số nào trong đó. Tiêu chí thứ ba có nghĩa là mục tiêu cụ thể này nó phải đo lường được, chúng ta phải lường trước được là chúng ta phải đo lường được cái mục tiêu này thì chúng ta mới làm. Chúng ta không thể mà chúng ta có những cái mà chúng ta có thể muốn nhưng mà chúng ta không đo lường được, là chúng ta không không, không không tức là cái mục tiêu chúng ta không đạt đúng không? Không đạt. Ví dụ như là nếu mà chúng ta hồi xưa thầy học cái phần phần bên đông y á, năm thứ năm á, là khi mà châm cứu ha thì người ta châm vào các cái huyệt đạo của cái người bệnh và người ta mô tả rằng là khi chúng ta châm vào đúng cái huyệt đạo đó thì nó có một cái cảm giác như là cái kim đó nó hút cái tay của chúng ta, hút cái tay của chúng ta. Và khi nó đúng như vậy rồi là khi chúng ta vê vê cái kim ngay cái huyệt đó thì có cảm giác nó càng hút chặt, rất là chặt. Thì cái tình trạng đó người ta mô tả bằng một cái từ nó gọi là đắc khí ha, tức là đạt một cái trạng thái đúng cái huyệt, đúng đó, gọi là đắc khí. Các em có thể chưa chưa học cái phần cần y học cổ truyền đúng không? Chúng ta đi biết mà nếu có các anh chị lớn ở đây thì có thể là đã học qua cái phần y học cổ truyền thì chúng ta sẽ biết. Nhưng mà đó là mô tả, nhưng mà giờ chúng ta đo lường kiểu gì để biết là nó đắc khí hay không đắc khí? Nếu mà chúng ta không đo lường được thì cái mục tiêu cụ thể đó xem như là không đạt. Có nghĩa là chúng ta đặt những cái mục tiêu nào mà chúng ta phải đo lường được kìa. Chúng ta để đo lường cái chuyện đắc khí ở đây được thì là thua, thì đo lường được. Thì đo lường được thì thông thường người ta hay dùng những cái động từ nào là xác định nè, ví dụ xác định một cái gì đó ha, hoặc là mô tả là nhẹ hơn một chút ha, hoặc là so sánh ha, hoặc là gì đó hay gì đó, tức là càng 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 có một cái động từ mạnh thì càng tốt, thì đó là để dùng cho cái tiêu chí là đo lường được bằng một cái động từ nào đó. Chúng ta không dùng những cái động từ như là tìm hiểu ha, thì tìm hiểu là một cái động từ rất chung chung, chúng ta không biết là hiểu tìm hiểu là tìm hiểu cái gì đúng không? Nhưng mà chúng ta xác định, ví dụ chúng ta xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng thì rõ ràng là nó rất mạnh đúng không?
chúng ta không thể tìm hiểu tỷ lệ suy dinh dưỡng được, mà chúng ta xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng thì đó chính là cái động từ mà đo lường được, mà động từ mạnh đó ha. Và cái tiêu chí thứ tư đó là logic. Logic có nghĩa là nó phải theo một cái trình tự hợp lý, đúng không? Ví dụ mình có bốn cái mục tiêu thì mục tiêu số 1, mục tiêu số 2, mục tiêu số 3 thì nó cũng theo một cái trình tự hợp lý đến mục tiêu số 4. Chứ mình không thể là tự nhiên hồi nãy mình đang mục tiêu số 1 rồi mục tiêu số 4 mình là chuyển lên số 2, là nó không theo cái trình tự, đúng không? Nó không theo cái trình tự. Cái bây giờ đang đang mất máu cấp thì rồi mất máu cấp nặng rồi mà cái giảm cái lượng máu mất nó rồi mới đến cái đến đến các cái biến cố của nó, tức là theo một cái trình tự nó hợp lý. Cái đó chính là logic. Logic thì trong cái mục tiêu cụ thể thì chúng ta nhớ lại ha, chúng ta nhớ cho rằng là chúng ta phải đảm bảo bốn cái tiêu chí này. Tiêu chí thứ nhất là phải đủ, đầy đủ đó. Thứ hai là phải cụ thể. Thứ ba là phải đo lường được. Và thứ tư là phải logic, đó là mục tiêu. Đó là phần trình bày mục tiêu ha. Một cái phần rất quan trọng nữa đó là câu hỏi nghiên cứu. Cái câu hỏi nghiên cứu này á, là nó quan trọng nhất, là nó quan trọng hơn cả cái vấn đề mà không phải quan trọng hơn vấn đề mà em phân tích tụi em phân tích ngày hôm qua đâu ha. Nhưng mà người ta cụ thể cái vấn đề nghiên cứu chúng ta đưa ra rồi á, thì người ta phải cụ thể hóa nó bằng được một cái câu hỏi nghiên cứu. Nếu chúng ta không đặt được cái câu hỏi thì chúng ta sẽ rất là lúng túng, chúng ta không biết đi đường nào. Thành thử là người ta nói cái câu hỏi nghiên cứu nó vô cùng quan trọng. Người ta chỉ hỏi em là ví dụ em có làm một cái nghiên cứu đúng không, thì người ta những người mà họ biết á, họ biết về nghiên cứu học á, người ta họ hỏi các em là các em đang làm một cái nghiên cứu phải không, câu hỏi nghiên cứu của em là gì, người ta hỏi cái câu hỏi nghiên cứu của em là gì, chứ người ta không cần hỏi cái vấn đề nghiên cứu của em đâu. Vấn đề nghiên cứu của em nói là em nghiên cứu HIV, em nghiên cứu viêm gan siêu vi B, em nghiên cứu COVID-19 vân vân chẳng hạn. Đó là vấn đề rất lớn. Nhưng mà câu hỏi nghiên cứu là cái gì thì rõ ràng là chúng ta phải suy nghĩ rất là cẩn thận để chúng ta mới đưa ra được ra cái câu hỏi là câu hỏi tốt. Chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để chúng ta mới có cái câu hỏi, bởi có cái câu hỏi tốt thì chúng ta mới có cái cách theo cái đường cái chúng ta mới có cái đường đi để mà chúng ta trả lời nó. Nghiên cứu thì sau khi chúng ta phân tích vấn đề, sau chúng ta đã xác định cái vấn đề rồi ha, chúng ta phân tích vấn đề tức là chúng ta đặt cái vấn đề nghiên cứu ta ở giữa ha, và các cái yếu tố nó ảnh hưởng đến vấn đề đó tất cả nó ha, rồi thì chúng ta phải nên chuyển cái vấn đề đó dưới dạng một cái câu hỏi. Câu hỏi đó gọi là câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu thì càng phải cụ thể, càng phải rõ ràng, sẽ giúp chúng ta quyết định hay là lựa chọn được cái phương pháp nghiên cứu phù hợp. Nó rất là quan trọng như vậy ha. Tức là giúp chúng ta quyết định lựa chọn cái phương pháp nghiên cứu phù hợp. Như vậy là câu hỏi càng rõ ràng và cụ thể là làm sao? Câu hỏi nào gọi là rõ ràng, gọi là cụ thể ha. Thế nào gọi là cụ thể, thế nào gọi là rõ ràng, là sao vậy? Thì đây là những cái gợi ý, những cái gợi ý mà chúng ta những cái gợi ý mà chúng ta sẽ suy nghĩ và viết cái câu hỏi nghiên cứu của chúng ta. Thì câu hỏi nghiên cứu nó phải cụ thể, phải rõ ràng chỗ này nè. Tức là những cái nghiên cứu câu hỏi nó phải trả lời bằng một con số hoặc là có hay là không. Tức là mình đặt cái câu hỏi kiểu gì cũng biết, nhưng mà cái câu trả lời của mình nó phải thể hiện ra bằng một con số. Hoặc là nó trả lời là có hoặc là không. Và thứ hai nữa, các khái niệm ở bên trong cái câu hỏi nghiên cứu này á, nó cần phải rõ ràng, cần phải rõ ràng. Ví dụ như là mất máu cấp, mất máu cấp là cái gì, chúng ta cần phải mở ngoặc ra, cho rõ ràng hơn cho người ta thấy ha. Có thể trong cái nghiên cứu chúng ta chúng chưa chưa có chưa trong cái trong nghiên cứu trước họ chỉ đặt ở chỗ cái phần mục tiêu thôi, nhưng mà nếu mà trong cái câu hỏi nghiên cứu chúng ta có những cái câu này ví dụ như là mất máu cấp chẳng hạn, thì chúng ta phải mở cái ngoặc ra để chúng ta biết là mất máu cấp là cái gì. Đó chính là cái khái niệm cần phải rõ ràng ha. Ngoài ra thì
một vài các cái tài liệu khác đúng không? Nó cũng cho mình thêm để mà khi mà mình suy nghĩ về đặt một cái câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu thì nó cần phải mới và lý thú đúng không? Với một cái nghiên cứu chúng ta nó có cái điều gì mới mẻ, nó có cái điều gì lý thú thì rõ ràng á thì người ta mới dễ chấp nhận cho chúng ta nghiên cứu. Bởi vì chúng ta không, nhắc lại là chúng ta không thể nghiên cứu một mình đúng không? Ta có một cái nhóm để nghiên cứu và có những cái cơ quan hoặc là trên chúng ta hoặc cấp trên chúng ta họ tài trợ cho chúng ta, thì những câu hỏi đó phải mới và lý thú thì mới mới dễ được thông qua. Khi làm sao mới và lý thú thì chúng ta phải tự hỏi, phải tự suy ngẫm, hoặc là nhóm chúng ta tự hỏi với nhau. Khi chúng ta đặt cái câu hỏi như vậy rồi á thì chúng ta sẽ chạy hỏi những cái câu này để xem nó có mới và lý thú hay không. Tức là chữ who care và chữ so what. Who care tức là ai quan tâm, ai quan tâm đến cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta hay là câu hỏi nghiên cứu của chúng ta. Đồng nghiệp chúng ta quan tâm, sếp của chúng ta quan tâm, hay là cộng đồng người dân ở cái vùng của chúng ta họ đang rất là quan tâm đến chuyện này. Tức là chúng ta cần phải tự hỏi bản thân chúng ta, và chúng ta hỏi bạn bè chúng ta, hỏi một số người xung quanh để chúng ta biết được là who care, ai quan tâm. Và cái thứ hai nữa, cái người quan tâm có rồi thì như vậy chúng ta hỏi tiếp là so what. Như vậy là sau khi chúng ta có kết quả thì kết quả nó để làm cái gì. Có nhiều cái là người ta có thể quan tâm, người ta có thích thú về nó, nhưng mà kết quả đưa ra người ta không ứng dụng gì hết trơn á, thì cũng được. Như vậy là so what có nghĩa là để làm cái gì, có nghĩa là kết quả của chúng ta nếu có trong nghiên sau nghiên cứu này chúng ta làm cái gì, để làm cái gì. Thì đó là một số tài liệu họ dùng cái chữ này. Rồi một số tài liệu nữa thì họ dùng là một cái câu hỏi nghiên cứu tốt, thì mình dùng cái tiêu chuẩn của chữ finer ha, chữ fine là tốt ha, finer là tốt hơn. Thì tiếng người Anh, người Mỹ họ hay dùng mấy cái chữ này, rồi họ thấy là có những cái chữ này, những cái chữ tắt tắt cái viết tắt này ha, thì chúng ta cũng dễ nhớ đúng không? Như vậy thì chúng ta dùng cái tiêu chuẩn finer để đánh giá xem một cái câu hỏi nghiên cứu liệu nó có là nghiên cứu tốt hay không, câu hỏi tốt hay không. Rồi bây giờ những cái ví dụ, ví dụ đây là một cái câu hỏi nghiên cứu nè. Câu hỏi số 1, tình hình đái tháo đường như thế nào? Ví dụ tình hình đái tháo đường của thành phố Buôn Ma Thuột như thế nào? Như thế nào? Câu hỏi này tốt không? Câu hỏi này có cụ thể không? Câu hỏi này có rõ ràng không? Thì cái câu hỏi này không rõ ràng đúng không? Bởi vì sao? Chúng ta nhắc lại nè. Nếu mà một cái câu hỏi cụ thể hoặc là rõ ràng thì nó phải gì? Cái câu trả lời của nó là phải bằng một con số, hoặc là trả lời là có hay không. Thì cái câu hỏi số 1, tình hình đái tháo đường ở người dân, người trưởng thành thành phố Buôn Ma Thuột như thế nào? Đây là một câu hỏi không cụ thể đi nào. Bởi nó đâu có trả lời bằng số đâu. Như thế nào là sao đúng không? Nó không trả lời là có hay không, phải không? Như vậy thì người ta có thể thay vì ta đặt cái câu hỏi này thì mình phải đặt lại cái câu hỏi để nó đảm bảo tính cụ thể hơn. Như vậy là mình hỏi là tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường ở người trưởng thành thành phố X là bao nhiêu? Như vậy là bao nhiêu có nghĩa là mình sẽ trả lời là sau khi mình nghiên cứu xong thì trả lời là 5% đúng không? Hay 8% hay là 10%? Đó chính là cái câu trả lời của chúng ta bằng con số. Là vì vậy thành thử là cái câu trả lời của chúng ta là bằng bao nhiêu và có hay không, đó là cái câu câu hỏi chứ, đó là câu hỏi cụ thể ha. Đó là ví dụ số 1. Bây giờ giờ ví dụ này, ví dụ có nên thay đổi cách điều trị đái tháo đường hiện nay hay không. Có nên thay đổi cách điều trị đái tháo đường hiện nay hay không? Câu trả lời là gì? Là có thể có hoặc là không đúng không? Câu trả lời là có hoặc là không. Như vậy là câu này nó có trả lời là có hay không rồi đó, nhưng mà thật sự nó cũng chưa có rõ ràng, bởi vì người ta không biết là cái cách điều trị đái tháo đường hiện nay là cách gì. Là cách gì?
Và mình muốn thay đổi thì thay đổi làm sao? Thay đổi cái cách nào để mà tức là người ta không có rõ những cái câu, những cái thuật ngữ trong này còn rất là mơ hồ không rõ, mặc dù nó có trả lời là có hay không rồi đó. Thì để đảm bảo cho cái cụ thể là có hay không rồi thì người ta cần phải đảm bảo tính rõ ràng nữa, thì người ta thay bằng một cái câu hỏi này thì chúng ta thấy nó sẽ rõ ràng hơn không? Tức là họ sẽ hỏi ở bệnh nhân đái tháo đường, ở bệnh nhân đái tháo đường thì việc điều trị tích cực, điều trị tích cực là sao? Điều trị tích cực là làm sao cái HbA1c nó dưới 6%, tức là làm gì không biết à, anh điều trị kiểu gì không biết nhưng mà phải dưới 6% thôi gọi là điều trị. Thì có làm cải thiện tỷ lệ sống còn của bệnh nhân hay không à, như vậy á, điều trị tích cực như vậy ha, thì nó có cái nó có ảnh hưởng, nó có kết quả như thế nào? Kết quả của ta là nó phải cải thiện cái tỷ lệ sống còn, tức là ít chết hơn đó à, mình nói nôm na ít tỷ lệ sống còn tức là ít chết hơn ha, tỷ lệ nó làm ít chết hơn so với điều trị tiêu chuẩn, tức là so với ai, chúng ta phải so với điều trị tiêu chuẩn. Điều trị tiêu chuẩn là tức là điều trị hiện nay đúng không, điều trị tiêu chuẩn hiện nay là làm cho cái HbA1c nó chỉ cần dưới 6,5% mà thôi. Như vậy thay vì cái câu trên là đã có hay không nhưng mà chưa rõ ràng, thì người ta đưa một cái câu tiếp theo, người ta bổ sung thêm các cái khái niệm vào trong đó để chúng ta thấy rằng là điều trị tích cực hay là điều trị hiện nay và cái kết quả của nó là gì, kết quả của nó là gì đúng không, và trả lời là có hay không luôn. Như vậy là thay vì mình dùng cái câu trên thì mình dùng cái câu dưới thì nó tốt hơn chúng ta nhiều. Đó là cái câu hỏi nghiên cứu à, câu hỏi nghiên cứu. Như vậy rồi còn cái chuyện mà who care và what for thì chúng ta sẽ tự hỏi ha, chúng ta sẽ tự hỏi thử là cái câu hỏi nghiên cứu chúng ta hỏi đồng nghiệp chúng ta hỏi bạn bè chúng ta hỏi cộng đồng chúng ta nếu được, xem họ có quan tâm đến 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 cái vấn đề, cái chủ đề chúng ta nghiên cứu không. Sau đó là what for, tức là nó để làm gì, nếu chúng ta có kết quả thì liệu chúng ta ứng dụng nó để làm gì, thì đó là những cái mà chúng ta phải tự hỏi để mà chúng ta làm càng ngày chúng ta càng rõ cái câu hỏi nghiên cứu lên ha, thì nó mới hay được. Rồi bây giờ cái phần nữa là cái tiêu chuẩn final đúng không, cho một cái câu hỏi nghiên cứu tốt final cho câu hỏi. Thì cái final này là những cái chữ viết tắt này đúng không, là chữ S là chữ feasible là khả thi. Khả thi có nghĩa là sao? Khả thi là mình chỉ nói là cái khả năng, là khả năng mà chúng ta có thể tiến hành được đúng không, là cái khả năng mà chúng ta có thể tiến hành một cái nghiên cứu được, nhưng mà nó vẫn còn chung chung thì người ta nói rõ hơn chúng ta nè. Khả thi có nghĩa là chúng ta phải đủ cái đối tượng nghiên cứu à, cái vùng chúng ta là cái đối tượng nghiên cứu nó phải đủ, phải có đủ chúng ta mới làm được à, chúng ta ví dụ chúng ta tính toán một cái cỡ mẫu, ngày bữa sau chúng ta sẽ học cái bài mà tính toán cỡ mẫu. Chúng ta tính toán cỡ mẫu là phải cỡ 100 người, 100 cái đối tượng. Nhưng mà một năm á, chúng ta ở cái vùng chúng ta nó chỉ có lèo thèo cỡ 5-7 cái bệnh nhân hoặc là 5-7 cái đối tượng đó thôi xuất hiện thôi. Thì rõ ràng nó không thể nào khả thi được. À, như vậy là phải đủ các cái đối tượng cái nghiên cứu đúng không? Thứ hai nữa là chúng ta phải có đủ các cái kỹ thuật. À, cái kỹ thuật mà chúng ta tiến hành đó à, chúng ta có thể là máy móc hay là các cái vật tư, các cái xét nghiệm, chúng ta phải có đảm bảo được những cái kỹ thuật đó thì chúng ta mới làm được à, có bệnh nhân có đối tượng rồi nhưng mà về mặt các cái kỹ thuật hỗ trợ kèm theo chúng ta không có là chúng ta thua đúng không, là thua. Thứ ba là nó phải đảm bảo được về mặt thời gian và tiền bạc. À, chúng ta có đủ tiền bạc hay không, có đủ kinh phí để chạy một cái nghiên cứu này không đúng không, và thời gian có người ta có yêu cầu ví dụ người ta yêu cầu trong một năm mà chúng ta thấy là cái điều này có vẻ khó à, không thể nào hoàn thành trong một năm được, như vậy là cái tính khả thi nó cũng đụng tới cái chuyện này đúng không, và cái nữa là nó phải chúng ta phải có thể sắp xếp hay là chúng ta phải sắp xếp được trong một cái phạm vi của chúng ta, thì thông thường là chúng ta phải
chúng ta làm trong cái phạm vi mà chuyên môn của chúng ta thì nó dễ hơn đúng không, trong phạm vi chúng ta được, thì đó là người ta rõ ràng hơn, người ta nói rõ hơn cái tính khả thi. Cho nên ví dụ mình nói chung chung là khả thi là khả năng làm đúng không, khả năng thực hiện đó, nhưng mà khả năng thực hiện là cái gì ở trong trong nghiên cứu học, thì đó là phải đảm bảo là đủ số lượng người, đủ cái đối tượng nghiên cứu đó, đủ về mặt kỹ thuật, các cái công cụ kỹ thuật kèm theo, rồi đủ về thời gian và tiền bạc, cũng như là chúng ta có thể tập trung vào những cái chuyên môn, những cái lĩnh vực của chúng ta có quản quản lý được ha, quản lý có thể quản lý được những cái lĩnh vực của chúng ta. Đó là chữ F. Rồi chữ Y là chữ interesting, là lý thú ha. Lý thú là giống như nãy chúng ta nói là ai quan tâm đúng không? Chúng ta hỏi đối với các cái nhà điều tra, cũng như là đối với bạn bè chúng ta, đồng nghiệp chúng ta, để xem thử là cái vấn đề chúng ta nghiên cứu đó liệu nó có lý thú, người ta có quan tâm đến nó hay không, quan tâm đến nó hay không. Rồi chữ novel, chữ N là chữ mới ha, mới. Chữ mới, cái kết quả nghiên cứu chúng ta có mới không? Mới không? Tức là ở đây là chúng ta người ta cung cấp một cái kết quả mới. Như vậy là ví dụ chúng ta có chúng ta phát 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 triển một cái loại thuốc, ví dụ y học cổ truyền chẳng hạn, hay một cái loại lá gì đó chúng ta điều trị được cho bệnh COVID, thì rõ ràng đây là kết quả này mới mới hoàn toàn chưa có ai làm đúng không, chưa ai làm trên thế giới. Nhưng mà điều này khó, rất khó đúng không, không thật sự cũng có thể được, nếu mà chúng ta cứ mơ mộng, chúng ta cứ đeo đuổi thì có thể cũng được chứ không phải được, nhưng mà nó rất khó ha. Thì người ta mới thì trong cái chỗ này người ta mới nói là cái mới có nghĩa là gì, mới không chỉ là cung cấp cái hay là tạo ra một cái kiến thức hay một cái kết quả hoàn toàn mới đâu, mà có thể mới đây là thì chúng ta xác nhận lại một cái kết quả trước đây, tức là kết quả trước đây người ta có rồi ha, bây giờ chúng ta xác định lại, xác nhận lại ở cái hoàn cảnh, ở cái bối cảnh của chúng ta là cũng là mới, chứ không nhất thiết là chúng ta tạo ra một cái mới hoàn toàn đúng không, hoặc là chúng ta bác bỏ một cái kết quả từ trước, chúng ta xác nhận một kết quả trước đó, hoặc là chúng ta kết quả chúng ta bác bỏ cái kết quả của người khác cũng là mới đúng không, hoặc là chúng ta mở rộng ra cái kết quả trước đây, tức là người ta trước đây người ta làm có cái trên người ta đã làm một cái kết quả này ra rồi đúng không, nhưng mà một vài các cái khía cạnh mà chúng ta thấy nó còn thiếu, chúng ta mở rộng nó ra thì cái đó cũng được xem là mới, chứ không nhất thiết là phải cung là cái kết quả chúng ta là mới mới nguyên hoàn toàn phải không. Như vậy là chúng ta cũng thấy nó cũng không có đến nỗi là quá khó khăn đúng không, nếu chúng ta nói là kết quả chúng ta phải mới nguyên hoàn toàn thì nó hơi khó, nhưng mà người ta có mở rộng chúng ta là có thể là xác định lại, hoặc là bác bỏ, hoặc là mở rộng một cái nghiên cứu đã có trước đây thì cũng được xem là mới. Rồi cái chữ thứ tư là cái chữ E, là ethical, là đạo đức ha. Đạo đức thì cái đạo đức này, đạo đức trong nghiên cứu này ấy, thì chúng ta phải được có một cái tại một cái viện hoặc một cái tiểu bang, hoặc một cái bang ủy ban đó ha, ủy ban người ta xem xét để người ta chấp thuận cho chúng ta. Thì thông thường là ở mình thì chưa có ở mình, tức là ở trường đại học Tây Nguyên đó, ha, thì chưa có, nhưng mà ở Sài Gòn và ở Hà Nội thì đã có ha, đã có những cái ủy ban gọi là ủy ban mà phê chuẩn cái đạo đức nghiên cứu. Thì chúng ta muốn trình một cái nghiên cứu, hoặc là chúng ta muốn lấy muốn vào bệnh viện ha, chúng ta lấy số liệu ha, hoặc là chúng ta vào cộng đồng chúng ta lấy số liệu ha, thì chúng ta phải được sự phê chuẩn của cái ban về đạo đức trong nghiên cứu này, họ phê chuẩn thì chúng ta mới vào được, còn không chúng ta không cho vào. Chúng ta không có cái tờ giấy đó thì ví dụ các bệnh viện ở Sài Gòn chẳng hạn, chúng ta không có cái tờ giấy đó thì họ không cho vào, chúng ta không bao giờ lấy được cái số liệu trong trong đó. Rồi cái thứ tư là chữ R, cái cuối cùng là chữ R là chữ relevant ha, relevant là ảnh hưởng ha, cái ảnh hưởng của cái kết quả nghiên cứu chúng ta có ảnh hưởng gì đó, để làm gì đó. Thì như vậy là cái cuối cùng
là cái kết quả nghiên cứu ta nó có cho chúng ta cái kiến thức à, đối với cái kiến thức về khoa học hay không, nó ảnh hưởng đến cái kiến thức của chung á, đến cái gọi như cái kiến thức mới á, ha, những cái hiểu biết về khoa học. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái gì, đến những cái chính sách về sức khỏe cũng như về lâm sàng, những cái chính sách chung của y tế à, ví dụ chúng ta có nên giãn cách hay không à, chúng ta có nên đóng cửa lại hay không, đó là những chính sách y tế ha. Hoặc là những chính sách về về lâm sàng là chúng ta nên điều trị bằng thuốc A hay không hay là thuốc B không à, có một lúc chúng ta nói là xuyên tâm liên được điều trị đúng không, chúng ta có nghe nói đúng không, thì ai đã làm cái nghiên cứu này, tức là những cái kết quả chúng ta nó có ảnh hưởng đến những cái quyết định này, quyết định về mặt chính sách, về mặt y tế ha, và của chăm sóc về sức khỏe nói chung á, hoặc là về mặt lâm sàng tức là một cái thuốc nào đó, và hoặc là nó ảnh hưởng đến những cái nghiên cứu trong tương lai à, kết quả nghiên cứu chúng ta có thể là ở hiện tại thì người ta chưa chưa có ứng dụng được nhiều, nhưng mà nó mở ra cho những cái nghiên cứu trong tương lai, đó là cái bước khởi đầu, bước bước đầu để cho những nghiên cứu tương lai, thì đó là cái ảnh hưởng. Như vậy là chúng ta thấy là để có một cái câu hỏi nghiên cứu tốt thì chúng ta phải rà soát những cái yếu tố này. Thứ nhất là gì, chúng ta xem nó có cụ thể hay không, cụ thể có nghĩa là phải trả lời được bằng con số nè, hoặc là trả lời là có hay không nè à. Thứ hai nữa là các cái khái niệm bên trong đó đó nó có mơ hồ hay là nó rõ ràng rồi, nó cần phải rất là rõ ràng, nếu nó còn mơ hồ chúng ta phải mở ngoặc nó định nghĩa nó luôn đó à. Rồi chúng ta phải rà soát xem thử là who care rồi for what ha. Đó. Rồi chúng ta phải rà soát xem thử cái tiêu chí của final này nè, là một cái câu hỏi tốt rồi nè, tức là chúng ta có nhiều các cái biện pháp để chúng ta rà soát lại một cái câu hỏi nghiên cứu của chúng ta liệu nó tốt hay không. Đó. Chúng ta phải bỏ rất nhiều công sức để làm cho chuyện này, bởi vì chúng ta có một cái câu hỏi tốt thì rõ ràng người ta đánh giá chúng ta rất cao, bởi vì người ta có nhiều người có người sẽ nói rằng là ví dụ chúng ta có 10 tiếng đúng không, thì có người họ nếu mà họ làm họ họ bỏ đến 8 9 tiếng đồng hồ để họ tìm ra, họ đặt ra được cái câu hỏi tốt, còn cái hai bộ hoặc 2 tiếng còn lại họ mới đi thực hiện, thì những người đó mới siêu đó à, chúng ta có những cái câu hỏi nó tốt thì cái sau này chúng ta thực hiện cái tiến hành chúng ta nó đỡ vất vả và kết quả nó vô cùng là mỹ mãn à. Chứ còn nếu chúng ta đặt những câu hỏi mà ban đầu nó đã không tốt, nó đã lộn xộn, chúng ta không có rõ ràng chút nào, thì chúng ta không dành nhiều thời gian đó, mà chúng ta dành nhiều thời gian chúng ta thực hiện, thì chúng ta thực hiện thì hai chúng ta thực hiện xong mất thời gian, nhưng mà cái kết quả nó lại không không đạt nữa. Đó là như vậy. Rồi ngoài cái câu hỏi nghiên cứu thì người ta có một cái nữa gọi là giả thuyết nghiên cứu. À, giả thuyết nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu là cái gì, giả thuyết nghiên cứu là một cái câu trả lời tạm thời cho câu hỏi nghiên cứu à, đó là cái câu trả lời tạm thời cho cái câu hỏi nghiên cứu. Mình đặt cái câu hỏi thì mình phải có cái câu trả lời à, mà câu trả lời này là cái trả lời tạm thời thôi, chúng ta chưa biết đúng hay sai, nhưng mà chúng ta phải đặt ra để chúng ta gọi là cái giả thuyết của chúng ta à, nó gọi là giả thuyết. Cái giả thuyết à, thường á, giả thuyết nghiên cứu thì thường dùng cho các cái nghiên cứu phân tích tức là nó phải tìm cái yếu tố nguyên nhân và có cái hậu quả của nó, các yếu tố mình nói là cái yếu tố A bên ảnh hưởng đến cái hậu quả hay là cái kết cục của chúng ta đó, thì cái đó gọi là những cái nghiên cứu phân tích à. Tức là nó phải thể hiện cái mối liên quan giữa hai cái biến số này, là biến số độc lập hay là biến số phụ thuộc, chúng ta sẽ nói hai biến số này là độc lập phụ thuộc ở cái phần sau ha. Tuy nhiên là cái nghiên cứu các cái giả thuyết nghiên cứu á, thường thì nó thể hiện là hai cái biến số là nguyên nhân và cái hậu quả đó ha, mối liên quan như này. Cái giả thuyết thì chúng ta khác với cái giả thiết ha. Giả thiết thì chúng ta nếu chúng ta học toán học lý ha, chúng ta thường thường nó bắt chúng ta chứng minh một cái gì đó đúng không, thì thường nó cho cái giả thiết ban đầu
giả thiết của công an B gì đó, cái đó là đúng rồi đó. Thì mình dựa vào cái giả thiết đó bắt đầu mình đi chứng minh, mình đi quy nạp hoặc phân tích là để mình có cái kết luận. Thì trong toán học, trong vật lý, trong lý thuyết thì người ta dùng cái giả thiết. Còn trong nghiên cứu khoa học thì mình dùng cái chữ là giả thuyết ha. Như vậy là giả thuyết là cái câu trả lời tạm cho cái câu hỏi nghiên cứu của chúng ta. Một cái ví dụ về giả thuyết, câu hỏi ví dụ vận động thể lực có liên quan tới nhồi máu cơ tim hay không? Vận động thể lực có liên quan tới nhồi máu cơ tim hay không? Thì cái câu hỏi này á, câu hỏi trên này nó vẫn chưa 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 chưa, chưa rõ lắm à, liên quan thôi, người ta chỉ biết là nó có liên quan, nhưng mà sau khi mình hỏi lui hỏi tới thì mình biết rằng là cái vận động thể lực á, những người vận động thể lực nó làm giảm cái nguy cơ bị, nó làm giảm những cái người bị vận động thể lực á, thì nó ít có bị nhồi máu cơ tim hơn. Như vậy thay vì mình nói cái chữ liên quan này nè thì đã đặt cái câu hỏi sát hơn, tức là vận động thể lực nó có làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không? Như vậy là đây là câu hỏi nghiên cứu. Vậy cái giả thuyết nghiên cứu là sao? Là cái câu trả lời tạm cho cái câu này này. Người ta nói thì ví dụ giờ để mình đưa ra cái giả thuyết là người tăng vận động thể lực, người mà có vận động thể lực hay là tăng vận động thể lực thì giảm đi 50% giảm nguy cơ, nhưng mà người ta có thể nói số luôn người ta ước tính 50% nguy cơ nhồi máu cơ tim so với ai? So với những người ít vận động thể lực. Đây là cái giả thuyết trả lời tạm chúng ta đưa ra, và chúng ta phải có cái nhiệm vụ làm gì? Chúng ta sẽ có làm nhiệm vụ là thu thập dữ liệu, phân tích số liệu và lý giải cái số liệu đó, để chúng ta cuối cùng để chúng ta kết luận là chúng ta chấp nhận giả thuyết này hay là chúng ta bác bỏ cái giả thuyết này. Đó là chính là cái chúng ta làm về sau, đúng không? Chúng ta có cái câu hỏi, sau đó chúng ta đưa ra cái giả thuyết cái câu trả lời tạm là giả thuyết tôi đưa ra như vậy đó. Thì sau khi chúng ta mới quan sát, chúng ta lấy những cái dữ liệu trên thực tế xong á, chúng ta phân tích, chúng ta mới lý giải xong, chúng ta mới xem thử là cuối cùng tôi chấp nhận cái giả thuyết này. Chấp nhận có nghĩa là người tăng vận động thể lực là giảm này ha, hay là cuối cùng kết quả ra là bác bỏ giả thuyết này, chúng ta nói không có cái chuyện này đâu Thì đó là cái việc về sau Nhưng mà ít nhất là đầu tiên chúng ta đưa ra một cái giả thuyết, tức là cái câu hỏi, câu trả lời tạm thời cho cái câu hỏi nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu, đây là chiều cao trung bình giả thuyết nghiên cứu. Rồi cái giả thuyết nghiên cứu thì có thể là giả thuyết hai chiều hoặc là giả thuyết một chiều. Giả thuyết hai chiều có nghĩa là giả thuyết mà chúng ta cái câu trả lời chúng ta không biết là nó liên quan tới cái hướng nào thì gọi là giả thuyết hai chiều. Ví dụ cái câu hồi nãy á, chúng ta hỏi gì? Chúng ta hỏi là vận động thể lực, ví dụ tăng vận động thể lực nó có liên quan gì đến cái nhồi máu cơ tim hay không? Thì cái chữ liên quan đó chính là giả thuyết hai chiều đó. Bởi liên quan nghĩa là gì? Liên quan có thể là nó làm giảm cái nguy cơ nhồi máu cơ tim, hoặc là nó làm tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim lên. Tức là chúng ta không biết hoặc là chúng ta chưa có hình dung ra được cái nó theo cái hướng nào, thì đó chính là giả thuyết mà hai chiều. Còn nếu sau khi chúng ta đọc tài liệu xong, chúng ta có nhiều cái kết quả nghiên cứu xong, thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người nói là tăng hoạt động thể lực đến làm giảm cái nguy cơ đó, giảm nguy cơ nhỏ cái tim, thì đó chính là giả thuyết một chiều, đó là giả thuyết một chiều. Thì thông thường nếu chúng ta không biết, chúng ta chưa có chắc chắn lắm thì chúng ta nên đặt cái giả thuyết hai chiều, bởi vì nó là liên quan gì? Nó liên quan đến cái cỡ mẫu chúng ta nghiên cứu sau này. Nếu chúng ta đặt giả thuyết một chiều thì cỡ mẫu chúng ta ít hơn, còn nếu đặt giả thuyết hai chiều thì thông thường cái cỡ mẫu chúng ta hay là cỡ mẫu hay là cái số người mà chúng ta nghiên cứu đó, nó sẽ nhiều hơn. Vậy là giả thuyết hay nghiên cứu ha. Ví dụ ta cái câu câu trả lời tạm chúng ta ha là chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam
năm 2020 là khác 1m6. Như vậy là chúng ta không biết là vào năm 20 hay năm 21 gì đó ha, năm nay cũng được, thì chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là nó khác cái số này thôi, chúng ta biết nó khác thôi, chúng ta không biết là khác có nghĩa là nó trên 1m6 hay là dưới 1m6. Thì đó là giả thuyết hai chiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái mốc này nè, mốc 1m6 này vào vào cái năm 2020 á, thì nam thanh niên Việt Nam thì hầu như là có chiều cao 1m65 đến 1m68 chẳng hạn. Thì rõ ràng mình đặt cái giả thuyết là gì? Là chiều cao của nam thanh niên Việt Nam năm 21 là lớn hơn 1m60. Thì đó gọi là giả thuyết, mình đặt giả thuyết một chiều. Tức là khi mình chắc chắn mình có rất nhiều thông tin, cái câu trả lời của mình á, cái giả thuyết của mình nó hướng về một cái phía nào đó, thì đó là giả thuyết một chiều. Còn nếu mình chưa có thông tin nhiều, mình rất ít thông tin, thì nên chắc ăn là mình để cái giả thuyết hai chiều. Rồi, ví dụ đây là giả thuyết một chiều nè. Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam đúng không? Là năm 20 là nhỏ hơn 1m6. À, nếu mà chúng ta có nhiều thông tin hơn về chuyện này, chúng ta có thể đặt giả thuyết đó. Còn đây là giả thuyết hai chiều. Nghiện ma túy nó có liên quan tới tình trạng kinh tế xã hội không? À, thanh niên mà nghiện ma túy á, nó có liên quan đến tình trạng kinh tế xã hội không? Có nghĩa là cái nhà người thanh niên đó, cái nhà của cái người đó, người nghiện đó là có kinh tế tốt hay là giàu đó, hay là nghèo, nghèo nghiện nhiều hay là những người giàu nghiện nhiều, chúng ta không biết đúng không? Rõ ràng chúng ta chưa biết, chúng ta chưa chưa hình dung ra được là những cái thanh niên mà xuất phát từ trong những cái gia đình nghèo thì họ nghiện ma túy nhiều hơn là những cái thanh niên mà xuất thân từ những cái gia đình giàu. Thì đó chính là cái giả thuyết của chúng ta là giả thuyết hai chiều, chúng ta nói cho có liên quan thôi. À, liên quan đến cái kinh tế xã hội thì chúng ta không biết là giàu hay nghèo, nó liên quan đến đến đến, đến nghiện ma túy. Thì đó là giả thuyết nghiên cứu. Rồi bây giờ thì tóm lại, từ cái vấn đề nghiên cứu đúng không, từ vấn đề nghiên cứu, từ xuất phát từ vấn đề nghiên cứu thì chúng ta nên chuyển cái vấn đề nghiên cứu, mặc dù chúng ta phân tích, chúng ta làm cụ thể bằng cái hình ảnh, bằng cái cây sơ đồ rồi đó, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải chuyển nó lại được một cái câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu phải cụ thể, phải rõ ràng, phải có những cái tiêu chí như là chữ final đúng không? À, rồi đó mình nói qua lại đó ha. Và từ cái câu hỏi nghiên cứu mình sẽ định ra hay là mình viết được cái mục tiêu tổng quát. Câu hỏi nghiên cứu này nếu mà chúng ta nhìn qua bên phía này, thì có những cái điều cần biết nào để trả lời cho cái câu hỏi nghiên cứu này. Câu hỏi nghiên cứu thường là một cái câu hỏi bao trùm, nó là câu hỏi lớn đúng không? Thường có một cái câu hỏi lớn. Thì để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta cần biết những cái điều gì? Có điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5 gì đó, hay là N điều cần biết để trả lời câu hỏi nghiên cứu đó. Thì N điều cần biết đó chính là các mục tiêu cụ thể, mục tiêu cụ 1, mục tiêu cụ thể 2, mục tiêu cụ thể 3, mục tiêu cụ thể N, vân vân ha. Thì đó cái mối liên quan hay là mối liên hệ chúng ta phải nhìn là vấn đề nghiên cứu ha. Câu hỏi nghiên cứu nó có phù hợp hay không, rồi mục tiêu tổng quát, rồi mục tiêu cụ thể, tất cả những cái này nó phải phù hợp với nhau, nó phải thích ứng với nhau, chứ không thể nào khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi một đường, chúng ta có mục tiêu cụ thể một cái đường khác, rõ ràng là không được ha. Đây là một cái sơ đồ khác thôi, nó không vậy thôi đúng không? Rồi, từ cái vấn đề chung thì chúng ta mới cái vấn đề nghiên cứu chung đó ha, ta mới chia ra thành các cái vấn đề nhỏ hơn. Rồi, vấn đề nhỏ 1, vấn đề nhỏ 2, vấn đề nhỏ 3. Vấn đề chung chính là mục tiêu tổng quát. Mà các cái vấn đề nhỏ nhỏ hơn chính là các cái mục tiêu cụ thể, cụ thể 1, cụ thể 2, cụ thể 3, cụ thể N đó. Thì đó là phần liên quan đến cái mục tiêu, câu hỏi và cái vấn đề chúng ta nghiên cứu. À,
Đây là một cái ví dụ ha, một cái ví dụ của các thầy cô bên bên Nhi ha, bên lâm sàng bên Nhi. Câu hỏi của bên Nhi họ đưa ra là bên sốt xuất huyết ha, sốt xuất huyết dance thì họ hỏi là béo phì nó có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những trẻ em có sốc sốt xuất huyết dance hay không. Người ta hỏi là trẻ em á, nó bị sốt xuất huyết dance nó dễ rất dễ bị sốc như vậy á, là cái yếu tố béo phì trẻ em hiện nay cái béo phì nó cũng nhiều đúng không, thì cái yếu béo phì nó có liên quan đến sự gia tăng cái nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những đứa trẻ bị sốc hay không. Bị sốc rồi mà nó còn bị suy hô hấp nó cũng sốc kéo dài nữa thì có phải có do cái béo phì hay không. Đó là cái câu hỏi người ta đặt ra. Thì câu hỏi này thì người ta mới xoay lại, người ta quay lại cái giả thuyết, người ta đưa ra đặt ra giả thuyết là cái câu trả lời tạm cho câu hỏi này ha. Thì muốn có những cái giả thuyết này thì rõ ràng chúng ta cũng cần phải đọc tài liệu. Ví dụ tại sao họ chọn gấp 2 lần không? Thì họ phải có những cái tài liệu liên quan, minh chứng liên quan, hoặc họ nói ít nhất là phải 2 lần tôi mới mới được ha. Thì giả thuyết là gì? Là ở những đứa trẻ mà có sốc sốt xuất huyết đen ha, thì trẻ có béo phì thì tăng nguy cơ bị suy hô hấp và sốc kéo dài gấp 2 lần so với ai? So với trẻ không có béo phì. Như vậy ở những đứa bé mà bị sốc sốt xuất huyết á, thì trẻ béo phì nó làm tăng cái nguy cơ bị suy hô hấp và sốc kéo dài tăng bao nhiêu? Tăng gấp 2 lần so với những đứa trẻ không béo phì. Đó là cái câu trả lời tạm để chúng ta dựa vào đó và chúng ta có những cái bước về sau, chúng ta xác định cỡ mẫu, chúng ta chọn các cái nhóm bệnh, nhóm nhóm công bệnh làm sao hết để mà tính toán mà làm nghiên cứu. Như vậy là từ cái giả thuyết này người ta mới từ câu hỏi nghiên cứu này nè thì mới viết ra cái mục tiêu tổng quát và viết ra cái mục tiêu cụ thể. Thì mục tiêu tổng quát của họ là gì? Nếu câu hỏi là béo phì có liên quan ha, đến sự gia tăng suy hô hấp ha, thì mục tiêu tổng quát là xác định mối liên quan giữa sự gia tăng nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những đứa trẻ mà bị sốt xuất huyết ha, bị sốc sốt xuất huyết mà có béo phì. Xác định mối liên quan dựa vào cái câu hỏi nghiên cứu thì người ta chuyển lại cái câu bằng một, có cái động từ bằng có cái có các cái biến số ở trong đó ha, mối liên quan trong đó ha. Rồi chúng ta nói như sau. Rồi mục tiêu tổng quát này thì chúng ta có các cái mục tiêu cụ thể, tức là phân nhỏ ra các cái vấn đề nhỏ hơn gọi là mục tiêu cụ thể. Mục tiêu cụ thể thứ nhất là người ta xác định tỷ lệ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những đứa trẻ mà có sốc xuất huyết có béo phì. Như vậy là có cái nhóm đầu tiên là cái nhóm trẻ sốc sốt xuất huyết béo phì phải không? Họ mới xem thử là tỷ lệ suy hô hấp và sốc kéo dài ở cái nhóm này là bằng bao nhiêu. Thì họ có cái chữ là xác định tỷ lệ này suy hô hấp và sốc kéo dài. Rồi cái mục tiêu số 2 là xác định cũng cái tỷ lệ suy hô hấp và sốc kéo dài ở cái nhóm thứ hai, tức là nhóm trẻ sốc xuất huyết mà không có béo phì. Như vậy chúng ta có 2 nhóm trẻ đều bị sốc xuất huyết, một nhóm trẻ có béo phì, một nhóm trẻ không có béo phì. Và ở nhóm trẻ béo phì người ta xác định cái tỷ lệ suy hô hấp của nhóm này bao nhiêu. Những đứa trẻ mà không béo phì người ta xác định xem cái tỷ lệ suy hô hấp ở cái nhóm không béo phì bao nhiêu. Và đến cái mục tiêu số 3 là đâu bắt đầu người ta mới xác định cái mức độ kết hợp giữa suy hô hấp và sốc kéo dài. Mức độ kết hợp, đây là cái từ trong dịch tễ học ha, hoặc là các cái từ gọi là dịch tễ học nhưng mà các cái từ trong các cái phần mà nghiên cứu á, khoa học người ta hay dùng cái chữ kết hợp này nè, còn mình hay nói dùng chữ liên quan có vẻ nhẹ nhẹ hơn, nhưng mà nếu mạnh thì mình phải dùng cái chữ kết hợp nó cũng là cái sự liên quan đó ha, xác định cái mức độ liên quan cái mức độ kết hợp giữa suy hô hấp và sốc kéo dài với béo phì ở đâu,
ở những đứa trẻ có sốt xuất huyết. Và người ta đã điều chỉnh theo nhóm tuổi, theo giới tính và theo mức độ sốc. Điều chỉnh theo các cái này là sao? Có nghĩa là nếu cùng một lứa độ tuổi, cùng một cái giới tính, cùng một cái mức độ sốc, thì cái sốc béo phì nó có liên quan gì đến cái siêu hấp và sốc kéo dài này không? Tức là người ta phải đưa về cùng một cái độ tuổi, đưa về cùng một cái giới tính, đưa về cùng một cái mức độ sốc để chúng ta mới phân tích. Bởi vì nếu không người ta nói nam và nữ ha, cái tỷ là có, mình chưa nói là béo phì không béo phì, nhưng mà nam và nữ thì cái tỷ lệ mà siêu hấp ở những đứa trẻ mà có sốc xuất huyết này nè nó khác nhau quá. Vậy thì cùng một cái giới tính, chúng ta đưa về cùng một giới tính thì không ai nói gì chúng ta được hết. Thì đó là cái cách mà người ta làm. Thì cái chỗ mà điều chỉnh này thì sau này chúng ta sẽ nói đến cái chuyện mà kiểm soát các cái yếu tố gọi là yếu tố gây nhiễu, gây nhiễu. Chúng ta phải có cái biện pháp để kiểm soát đó. Những yếu tố này gọi là yếu tố gây nhiễu nè, như là tuổi nè, giới tính nè, mức độ sốc nè, những yếu tố này là khả năng là yếu tố gây nhiễu và người ta kiểm soát nó. Và sau khi chúng ta có mục tiêu cụ thể thì gì? Thì người ta viết cái tên đề tài. Tên đề tài thông thường ta viết cuối cùng, chứ không cần gần viết viết ngay từ đầu tiên đúng không? Tên đề tài thì càng ngắn nhưng mà càng đủ ý, đủ nội dung thì càng ok, càng tốt. Như vậy, nó dựa vào cái câu hỏi, nó dựa vào giả thuyết, nhiều mục tiêu thì người ta bật ra cái tên đề tài của nó là nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những đứa trẻ mà có sốc sốt xuất huyết có béo phì. Này nói cách khác là trẻ béo phì nó có cái nguy cơ bị suy hô hấp. Đối với những trẻ béo phì ha mà bị sốc xuất huyết á, thì nguy cơ bị suy hô hấp của nó là bằng bao nhiêu đó. Nhưng mà thay vì mình tán đó, mình hỏi là bằng bao nhiêu thì mình cái đề tài nó phải là một cái câu khẳng định đúng không? Thì câu khẳng định nó là nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những trẻ mà sốc sốt xuất huyết có béo phì. Đó chính là tên đề tài. Như vậy là chúng ta thấy rằng là xuất phát từ một cái chủ đề nghiên cứu thì chúng ta phải cố gắng chúng ta đưa lại thành một cái chuyển biến, thành một cái câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu này rồi chúng ta sẽ thấy rằng là rồi sau đó chúng ta sẽ viết cái mục tiêu, mục tiêu tổng quát thì thông thường chúng ta dựa vào câu hỏi nghiên cứu đó để chúng ta viết. Và để mà đạt được mục tiêu tổng quát thì chúng ta chia nhỏ ra các cái phần nhỏ hơn thì đó là mục tiêu cụ thể. Và đảm bảo được cái cụ thể, để mà đạt được mục tiêu cụ thể này thì sẽ đạt được cái mục tiêu tổng quát. Đạt được một mục tiêu tổng quát có nghĩa là đạt thì trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu. Hoặc là trả lời cái câu hỏi là cái giả thuyết mình đưa ra đó ha, trả lời được câu hỏi. Trả lời câu hỏi nghiên cứu hay là chúng ta giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta đặt ra ban đầu. Đó là cái cách suy luận lui, suy luận tới về những cái thuật ngữ này hoặc là những cái từ ngữ này. Đó là cái phần trình bày của thầy về mục tiêu nghiên cứu. Như vậy là chúng ta sẽ có cái thời gian nữa đúng không? Chúng ta sẽ thảo luận nhóm, chúng ta nhóm để mà làm lại bài tập những cái mà chúng ta vừa mới nghe chứ đúng không? Nếu chúng ta không làm và chúng ta không đặt vào cái bối cảnh chúng ta thì chúng ta cũng quên đi và chúng ta cũng không có nhớ gì trong đầu hết ra ha. Thế nên chúng ta cần phải làm lui làm tới, sáo lui sáo tới thì chúng ta càng ngày nó càng tốt hơn. Bây giờ chúng ta có hỏi gì về bài này không? Nếu không ha, chúng ta hỏi thì chúng ta hỏi luôn ha. Còn không thì chúng ta sẽ chia nhóm thảo luận. Chúng ta xem lại cái vấn đề nghiên cứu chúng ta lại. Chúng ta cần phân tích lại cái vấn đề chúng ta lại. Như những ngày hôm qua là thầy cũng đã có một vài các cái góp ý ở các nhóm rồi đó ha. Nhưng cái đó cũng được rồi, nhưng mà chúng ta phải chuyển nó thành một cái câu hỏi nghiên cứu. Đặt cái câu hỏi nghiên cứu cho vấn đề của chúng ta. Chúng ta viết giả thuyết nghiên cứu. Và sau đó viết mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và viết tên đề tài. Thì đó là cái nhiệm vụ của các cái nhóm trong
mà chuẩn bị chúng ta thảo luận tới đây. Đó là cái nhiệm vụ chúng ta, cái hoạt động chúng ta. Ta có hỏi gì chỗ vấn đề này không? Cái bài này không ạ? Nãy lời có nghe chỗ này nó đề lắm chất lượng kém như đây, nãy giờ mình có nghe không hay là không nghe gì hết? Nãy giờ có âm thanh được nghe có rõ không hay không ạ? Dạ có thầy. Có trở ngại gì không về tiếng về âm thanh gì không? Dạ không ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta có hỏi gì không ạ? Có thắc mắc hay là có hỏi thêm cái gì làm rõ hơn? Dạ thầy ơi, nhóm em mấy bạn đi test nhanh ấy ạ, sợ không có đủ người để làm bài thảo luận đó thầy. Mấy bạn đi test nhanh là test cho người ta hay là test cho bạn? Test cho bạn thầy. À, tức là tới cái chỗ của mình rồi đúng không? Dạ. À. Như mấy bạn đi. Nhóm em 8 bạn mà tới 6 bạn đi rồi thầy. Ồ, 6 bạn đi rồi. Dạ. Hai bạn đúng không? Dạ. Hai bạn làm hai bạn thôi. Không sao đâu. Được không? Dạ, nên cứ làm. Nói chung là mình làm được tới đâu thì mình làm tới đó, mình hiểu tới đâu mình làm tới đó, cũng không cần tức là các bạn giờ đi thì mình cũng thể chờ. Đúng không? Mình có thể chờ các bạn về để cùng làm với mình thì mình cũng làm, mình về mình trao đổi lại với bạn sau, được không? Dạ. Dạ thầy. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi nếu mà không có ai hỏi gì nữa thì chúng ta chia nhóm lại, chúng ta thảo luận ha. Và chúng ta làm tiếp cái phần ngày hôm qua và chúng ta đặt tên nó là một cái tên mới, tức là bài tập số 2 hay số 3, số 4 gì đó. Rồi chúng ta lại tải lên cái chỗ cái nhóm của chúng ta như ngày hôm qua vậy đó ha. Chúng ta đừng có xóa cái cũ ha. Tức là chúng ta vẫn cứ để cái cũ như vậy. Chúng ta lôi lại, chúng ta sắp xuống rồi chúng ta chỉnh sửa rồi chúng ta đổi lại cái tên, ví dụ bài số 2 hoặc là bài số 3 của nhóm 1 chẳng hạn, đúng không? Để cuối cùng cái mình để sau này mình lật lại coi cái ngày đầu rồi ngày thứ hai, rồi mình qua thử là mình có đặt cái biến chuyển của mình, cái cách học của mình hoặc là cái chủ đề của mình nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn hay không. Thì đó là nên để lại, không nên xóa đi hoặc là đẩy một cái bài khác lên ha. Nên đặt tài lệnh tên thôi, đặt số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó.